xin chào cả nhà nhá ngày hôm qua thì Vân anh xuất phát đi làm à, mc từ lúc à, 6 giờ sáng cho đến tận 6 giờ cho đến tận 9 giờ tối mọi người ạ trời ơi hát ra từ sáng cho đến tối giả khách cả cổ ra bụng đói meo đói meo ra ngày hôm nay thì mệt ơi là mệt và đói lả nên đấy chứ mọi người sáng nay vân anh phải đi kiếm ngay một à, bát à, bún lỏng à, bún lòng lợn này vân anh rất thích ăn món này à, ngồi ăn rất là ngon lành luôn mọi người ạ à, cái nết của em là cái nết là làm làm hơn con trâu nhưng mà ăn lại, lại như cái con lợn ấy mọi người ơi sao mà ăn cái gì cũng cảm thấy ngon miệng thế đang sợ nó tăng cân vù vù đây mọi người ơi cứ bảo là thôi hãm cái miệng lại một chút để còn giữ dáng mà mặc áo dài mặc váy mặc đầm cho đẹp ấy thế mà lúc ăn nó cứ thấy ngon miệng ngồi ăn tì 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 cơ mọi người cứ thấy eo nó phình ra to là thấy lo rồi cả nhà ơi à, chả biết có các chị nào giống như em không em vì em sợ béo lắm mọi người ạ đấy ăn là phải à, hết cả luôn sôi hết cả bát húp hết cả nước chẳng biết có ai ăn như